ơi, các bạn còn hai quả nữa thôi, cố lên. Cố lên, các bạn chỉ còn hai quả nữa thôi là thắng bên đội bánh bèo rồi. Vào không, hai đội kia người ta đánh rất là chuẩn xác. Ồ, hai anh này giống chơi đồ chơi nhà trời quá, thảy sợ banh đao. Chúng tôi mới thấy sau khi trò chơi ném bóng này là hai đội này coi là giới tính. Hình như là mấy chị đi ném bóng xong á, ta thảy mạnh vô. Vào không, vào, rồi ra ngoài. Yeah, đổi ngựa. Ừ. Hiện nay chúng tôi thấy tinh thần đồng đội đang ngãn rồi. Đây, đang vô cho người Khmer. Bắt xong, à tên gì vậy? Ồ, trời ơi. Chạy ơi, cứ từ từ. Hai trái ơi, một quả được không? Hai à, giỏi, ai không có tính, chạy lên. Quả cuối cùng có đăng hay không? Hai điều là đúng rồi. Quả cuối cùng, cố lên. Cố lên, với đội nào thắng đây? Các bạn còn hai quả nữa thôi, cố lên. Cố lên, các bạn chỉ còn hai quả nữa thôi là thắng bên đội bánh bèo rồi. Vào không, hai đội kia người ta đánh rất là chuẩn xác. Ồ, hai anh này giống chơi đồ chơi nhà trời quá, thảy sợ banh đao. Nghe nghe, cái hay giống như người ta thi đấu. Đúng rồi, nghe đội kia giống như là đứng vững vàng như chim ba chim, quá mạnh anh ơi.